jersey có sai bản thiết kế không? Em biết nữa. Em ngoảnh mặt ra nhìn lên ống kính, anh hỏi thật này. Em có nói với anh chủ thầu là xây sai bản thiết kế không? Dạ không, anh chủ thầu nói làm theo bản thiết kế của anh Thược. Chắc chắn không? Dạ. Sao mà bản thiết kế ông Thược ông thiết kế kiểu gì mà bây giờ nhà mình mông bát ngát trên thế này thì mai mốt lấy tiền đâu mà trả? Quý vị ơi, hôm nay tiếp tục lại làm shipper quý vị này. Đây shipper mang mì tôm rồi bánh kẹo rồi sữa để đi thay mặt cho các nhà hảo tâm trao tặng những người nghèo khó đấy quý vị. Chào cháu. Ôi giời, chào cháu. Chào em. Ai xe đoàn đấy, nước to đấy, bây giờ làm sao đi vô được? Sao? Cha con mẹ con đang làm gì đấy? Dạ, em nấu cho heo. Đang nấu cho heo ăn à? Dạ. Này, các cháu đâu rồi? Hôm nay có quà này. Ai dạ? Đức đi đâu? À, kính thưa quý vị, hôm nay Khánh đang quay trở lại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình để thăm lại hoàn cảnh của gia đình cặp vợ chồng nghèo Huyền Đức. Vợ thì bán bánh lọc để kiếm tiền nuôi chồng và hai đứa con đang còn rất là thơ dại. Chồng thì mắc một cái căn bệnh rất là nan dại, bây giờ là không có khả năng lao động nữa. Ở trong một cái căn nhà lụp sụp tạ tơi như thế này đấy quý vị. Và cái căn nhà này cũng là căn nhà thuê đấy. Thì trong thời gian vừa qua đã được rất là nhiều nhà hảo tâm chúng ta thương yêu, đồng cảm và hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình em Huyền xây nhà tình thương quý vị ạ. Và trong những ngày vừa qua thì quý vị chúng ta cũng rất là quan tâm đến cái việc là tiến độ xây nhà cho em Huyền như thế nào. Thì ngày hôm nay Khánh có dịp đi qua đây và đến để cập nhật cái tình hình để chia sẻ với toàn thể quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh trò chuyện với Huyền Đức và các cháu tí. Nào, hai con của em đâu rồi? Hôm nay ra nhận quà này. Ra bắt tiền cho con. Đấy, đấy, đấy. Ra nhận quà này. Đâu, hai cháu... Cháu tên là gì? Đấy, 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 kéo bánh nước nhanh đấy. Ôi giời ơi. Đi ra đây. Đi ra đây nào. Anh gầm cái mic đây, anh trò chuyện với... Huyền tí. Dạ. Này, hôm nay này chú Khánh thay mặt cho nhà hảo tâm mua quà tặng cho các cháu này. Dạ, cháu xin đi. Dạ, cháu xin. À, giỏi quá rồi. Ai em đây nữa này. Ok, cầm đi con. Dạ, cháu xin đi ạ. Hả? Đấy, mở ra này, quà này là thạch này là của một một nhà hảo tâm ở đây. Thấy chưa? Cầm đi, cầm một cái đi. Đấy. Đấy. Đây. Đấy đấy, cầm tiếp. Thế là em đẻ hai đứa con trai à? Dạ. Ờ. Thế ý định đẻ nữa không? Dạ không. Hả? Dạ không, sợ nuôi không nổi đâu. Sợ nuôi không nổi à? Dạ. Cầm không? Đẻ xong nuôi, cố gắng nuôi sau này nó lại làm... Đi vô đạ, mau. Chức to quyền lớn này, giàu có là về phụng dưỡng bố mẹ lo gì? Dạ, em trốn cho đi học, cho biết chữ với đôi. À. Là không có ý định đẻ nữa đấy. Dạ. Thôi, dừng lại hai con để nuôi dạy cho nó đầy đủ là được rồi hả? Dạ. Đức đâu rồi? Dạ đó. Quên, lấy quà cho xong đã rồi trò chuyện với vợ chồng sau. À, quý vị, hôm nay thì Khánh đến thăm em Huyền và thay mặt cho một nhà hảo tâm ở trong Đắk Lắk đấy. Chỉ là một người con của quê hương Quảng Bình. Nhưng bây giờ thì đang vào Đắk Lắk để lập nghiệp. Dạ. Đó là chị Nguyễn Thị Lài. Dạ. Phát triển một cái doanh nghiệp
phân phối vật liệu xây dựng tên là Lài Kiệm ở trong Đắk Lắk đấy. Dạ. Chị có gửi về cho anh là 2 triệu đồng để nhờ anh Khánh là mua quà để tặng cho con em. Dạ. Đấy thì lúc này là có 2 gói bánh rồi, còn bây giờ là có một thùng sữa này nữa này. Sữa Vinamilk nhá. Đấy, với là mua một một cái thùng mì tôm này nữa, Omachi. Dạ. Tổng hết 2 triệu đồng. Dạ. Sao không nói năng gì cả? Dạ, em thay mặt cả gia đình cảm ơn cô Lai. Ừ. Đã quan tâm và giúp đỡ cho gia đình của con. Ừ. Dạ. Rồi. Dạ. Ok. Nhưng mà em thấy là anh Khánh nói là tổng mua chừng này quà mà hết 2 triệu đồng, em thấy anh mua có đắt không hay là rẻ? Hả? Dạ. Đắt. Đắt á? Dạ. Thế em đoán là khoảng mấy tiền? Hả? Thì em mì tôm đi thì em chưa có khi mua ăn, em biết. Mì tôm này mà chưa khi mua ăn á? Dạ không. Xong mì tôm này anh thấy bán ở chợ đầy mà sao em lại? Dạ em toàn là mua mì tôm mà 90.000 một thùng thôi. À. Và này chắc là đắt hơn. Cái loài này là em chưa mua bao giờ hả? Dạ chưa mua. À, Omachi là chưa mua ăn lần nào. Thế còn dạ. Sữa này? Sữa này hình như tầm 400 á. À thế hả? Dạ. Thế mà anh mua tổng từng này mà hết 2 triệu là em đoán là hơi đắt đúng không? Dạ. Cảm giác đắt đúng không? Dạ. Nhưng mà em có biết là mì tôm này mì tôm thần thánh này, mì tôm này là ăn là cứ pha là nó em ăn hết nó tự nhiên nó lại mọc lên nữa thì sao? Dạ. Anh đùa thôi. Dạ. Chị Lài có gửi về cho anh 2 triệu đồng để mua quà tặng cho các cháu, mua bánh kẹo, sữa cho các cháu. Dạ. Với lại là mua cho các cháu một số cái sách vở bút mực để bước vào năm học mới. Dạ. Nhưng mà bây giờ anh cũng không biết là em đã chuẩn bị cho cháu được đến đâu rồi. Cho nên là trên đường đến đây đấy, thì anh Khánh thay mặt cho chị Lài mua cho cháu hộp thùng sữa, thùng mì tôm với là 2 gói bánh, 2 gói kẹo ấy, 2 gói thạch đấy. Thế phần tiền còn lại là 1.472.000 đồng. Dạ. Nhá, anh gửi cái món quà này là của chị Lài cho em. Dạ. Rồi em mua sách vở bút mực cho con nhé. Dạ, em cảm ơn. Em cháu cảm ơn dì Lài. Dạ. Chị Lài đang trẻ lắm. Dạ. Không phải cháu đâu, chị em thôi nhé. Dạ. Ok, cảm ơn tấm lòng của chị Lài rất là nhiều. Còn bây giờ thì ta vào ta... Không. Ta... Đưa vô mà lại kéo gắt cho em đi con. Xem cuộc sống của gia đình một chút ha. À, Đức ngủ ở đâu? Dạ, anh. Ừ, chào em. Lâu ngày quá ha. Dạ. Bắt tay cái. Ôi giời, ôi đợt này giơ được tay lên rồi à? Dạ. À, em đưa anh cái mic cho anh trò chuyện với Đức đi nào. Đây. Đợt này giơ được tay lên rồi à? Dạ, lâu lâu tập được. Lâu lâu tập được á? Dạ. Thế ngon, đợt này tập đến đợt trước anh có hướng dẫn với em này. Dạ. Là cứ kiểu mình cứ bồng vờ lên rồi bồng vờ xuống á. Là nó đỡ. Có phải như vậy không? Không mà thì giờ hình cũng đỡ hơn chút hơn bữa trước. Đỡ hơn chút à? Dạ. Nhưng mà sao nói mà giọng rung rung thế? Hả? Chắc mới ngủ dậy. Ui, mới ngủ dậy muộn thế. Ủa sao mà nhà nước nuôi bình thế này? Dạ, bị giọt trên này xuống. À, giọt trên xuống á? Trong trong nhà một cái giường này là tối là mấy cha con mẹ con ngủ thế này à? Dạ. À. Bữa nay không ngủ ở nhà nữa. Dạ, trời nay ở dưới ướt mà muỗi nhiều. À, cho nên là cả bốn cha con mẹ con ngủ trên đó. Dạ. Ôi, mưa ướt cho nên là phải lấy cái này để hứng nước đấy ha. Dạ. Ôi, xô xô trầu trầu đấy ha. Nó do xuống hết, ướt hết. Nước nó nhỉ đấy ha. Sắp có nhà mới rồi. Sắp lên nhà mới rồi, lo gì hả? Còn trong trời đừng có mưa gió này mà. Để mà lên ở nhà mới ha. Làm cho xong. Ok, ô Huyến ơi. Dạ. Sao bữa trước anh đến chưa có thấy cái này mà bây giờ xuất hiện cái gì đấy? Mấy bữa là anh đến là em trải chiếu để che cái củ quý này hả? Thế không bỏ đi. Bỏ để em nằm ngủ với hai con là đỡ hơi đất lên á. À, tức là bỏ như này để em nằm ngủ. Dạ. Với hai con là hơi đất á. Dạ. Ủa, thế mấy bữa nay là trời mưa mà nước nó xuống như thế này rồi là ngủ ở trên đó chật chội làm sao? Thì xoay lại mấy mẹ con xoay chéo bên nữa con in được nằm thẳng nữa. À. Dạ. Tức là nằm ngang. Dạ.
mấy mẹ con thì nằm chéo, còn Đức thì nằm thẳng. Nhưng mà ở chật chội nằm ngủ thế này cứ lại càng thích em ạ. Năm giờ nên mùi, sơ mùi cảm hai đứa. Mùi nhiều. Ok. Rồi, đợt này là tập tành là do là mưa lũ nước về nhà dột cho nên là cũng thường xuyên là tập bồng vờ cho nên là sức khỏe bây giờ nó đỡ hơn rồi đúng không? Có triển vọng không? Dạ. Có triển vọng không? Đi ra ngoài xem tí nào. Dạ, đỡ hơn, đi lại thì vừa nên đỡ hơn rồi. Đi lại đỡ hơn rồi hả? Dạ. Ừ. Đi khám lại chưa? Dạ chưa. Đang dịch chưa đi được à? Dạ, đang dịch mà nói chưa vào khám. Ừ. Trước đây mà em chưa bị bệnh là em nặng được mấy chục ký? Dạ, 56, 57. Ừ, gầy thế. Dạ. Người hom hoem thế. Thôi bây giờ cố gắng vận động lên để cho nó khỏe nhá. Dạ. Nhà mới sắp có rồi, làm sao để khi mà ăn tân gia em là phải sức khỏe nó được tốt hơn nữa. Để mình sẽ càng vui mừng hơn. Ngoài cái niềm vui tân gia thì cái niềm vui về sức khỏe. Để từ đó là cuộc sống của gia đình mình nó ngày càng nó tốt hơn. Nhá. Dạ. Tay này bắt được chưa? Nắm được chưa? Nắm được. À, bây giờ thử nắm tay. Nắm. Thử bóp mạnh không? Không chặt. Hả? Không chặt. Không bóp được à? Bóp chặt được. Không bóp chặt được á? Cầm chưa được vững. Ừ. Thế rồi chân thì sao mà chân mới bây giờ càng ngày càng nhỏ lại thế này? Hả? Chân vẫn vậy mà. Vậy hả? Chân từ nhỏ, từ hồi thanh niên giờ vẫn nhỏ thế à? Dạ, nhỏ rồi. Lười tập thể dục thế. Em Đức là phẫu thuật chỗ cổ này quý vị này. Cho nên là bây giờ là dẫn đến cái tay này nó bị teo lại. Cổ bây giờ có cử động ngon lành chưa? Dạ, chứ cử động nhiều được, ít vẫn ít. Gục xuống được chưa? Gục hẳn được chưa? Gục hẳn chưa? À, gục hết cỡ anh xem. Từng này. Từng đó hả? Dạ. Ừ, ok. Hôm nay anh đến để nắm bắt tình hình xây nhà xây cửa xem thế nào. Dạ. Rồi xem là Huyền làm bánh lọc bán biết thế nào để chia sẻ với khán giả một tí. Dạ. Ừ, bây giờ vào xem bếp núc nhà Huyền tí quý vị. Nào. Này Huyền. Dạ. Ui sao mà rau khoai nhiều anh găm cái mic. Sao dạ. Mà rau khoai nhiều thế? Dạ em nấu cho heo. Rau này mà nấu cho heo á? Dạ. Ừ. Heo ăn rau thôi. Dạ. Ừ. Chuối này, con này chuối ngon thế. Chuối này thì đừng có cho heo em ơi. Không, nay chuối nữa không phải cho. Hả? Là kỳ gì một bên cho. À, kỳ gì một bên cho à? Ôi, dưới này là... Đừng nấu nồi gì đấy. Dạ, cho heo. Mà lửa không đỏ nữa. Mưa với hành dột lửa ướt hết mà. Lửa à. Không. Thổi cám, cái này là nấu cám cho heo hả? Dạ, gạo. Gạo hả? Dạ. À, quý vị này, nhà Khánh hồi xưa mà nấu cám cho heo ấy, là mẹ còn sắm một cái que nữa. Cái que đó là phải bỏ trong nồi này này. Sau là mình vừa đun và mình vừa quấy liên tục. Để tránh nó cháy, nó bị... từng mạng ở dưới này đáy nồi đấy. Dạ. Thế em không làm như thế à? Dạ, em cũng khuấy nhưng mà đây là lấy cây khác. Ừ. Dạ. Nấu bếp củi này mình mua cái lò thổi đấy. Dạ, gió đây hằn dột với hằn đỏ. À. Xem nào heo lớn thế nào nó. Dạ đây. Ôi nhanh to thế. Nhanh to thế. Ngon. Đợt trước mà Khánh đến lần đầu tiên đấy quý vị, là thay mặt cho các nhà hảo tâm hỗ trợ cho em Huyền 20 triệu. Là em Huyền mua ngay hai con heo này về để nuôi đây. Đấy, bây giờ là ngon rồi hả? Dạ. Vui không? Thấy lần to thế vui không? Dạ, vui. Ừ. Dạ. Đó, được. Từ bữa mà các nhà hảo tâm giúp đỡ tiền để xây nhà tình thương đấy. Dạ. Yeah. Thế rồi cái chủ nhà mà cho em thuê nhà đây thì họ có biết cái điều đó không? Dạ yeah, có. À, rồi chủ nhà có nói gì không? Thì họ cũng nói gì hết. Ừ. Dạ. Yeah. Không nói gì hết. Ừ. Tưởng bảo là sắp rồi mất một cái vị khách trung thành gắn bó với chủ nhà lâu năm rồi bây giờ lại... Lại sắp phải đi ở nhà mới nữa, rồi không được không có khách thuê đây nữa thì buồn. Dạ. Nào, họ ở xa bằng ít gặp. Ở xa ít gặp á? Dạ. Bây giờ mình lên hôm nay thờ có xây không? Dạ không, mấy bữa nay mới đổ xong bơ cho để cho khô là mình xây. À, thế dạ, mình lên cùng mưa nữa bơ.
họ chưa xây. À. Dạ. Thế mình lên trên nhà mình xem tình hình xây đến đâu rồi nhỉ? Dạ. À. Khánh mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Khánh, cùng với em Huyền đi lên trên chỗ cái căn nhà mới đang xây ở trên đó để cập nhật một vài cái tin tức cho quý vị nhé. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nhé. Mấy bữa mưa này rồi xây nhà rồi, em có lo ướt vật liệu không? Úi dào, em lo đòa nó ngủ cũng được. Hả? Em lo đòa ngủ cũng được. Lo đòa ngủ cũng được á? Em mới bóc con xi măng mà em bóc lên bỏ trên móng. Đây, đâu? Dạ. Quý vị này, đây. Đây là cái chỗ căn nhà mà các nhà hảo tâm đang xây cho em Huyền Đức đấy. Đấy, quý vị chúng ta thấy đẹp chưa? Cái khu vực đằng sau này là cái khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh với là rửa giòn, hả? Phơi áo quần đằng sau đúng không? Dạ. Ừ. Ok, bây giờ ta đi vào phía trong ta xem tí hả? Đấy. Chắc thế, nhà móng cao này quý vị này. Móng cao. Nhà đây móng rất là cao quý vị ạ. Xây bằng gạch. Đấy. Đổ trù nữa. Rồi là trên là rằng. Rất là chắc chắn. Dạ, con đến con ra xem nhà cửa tí. Dạ. Ui chết chà. Quý vị ơi, bây giờ quý vị chúng ta nhìn từ xa, chúng ta nhìn vào đây mới thấy là đây là biệt thự đấy chứ không phải nhà tình thương đâu. Dạ, quá đẹp. Em có thấy nhìn oai oai xà lách không? Hả? Dạ. Đẹp không? Dạ đẹp. Đẹp hay là rất đẹp? Dạ quá đẹp. Nhìn lên ống kính này. Đẹp hay là rất đẹp? Dạ quá đẹp ạ. À quá đẹp chứ không phải rất đẹp. À, dạ. Đẹp quá. Dạ. Ừ, nhìn này. Quý vị chúng ta nhìn thấy đây. Đây là cái gian phòng lồi này. Có hai cái ô cửa sổ hai bên rất là đẹp. Ui dồi ôi, cả bên này nữa. Nhà này thì đẹp quá. Chắc chắn thế. Ui dồi ôi, thế thì nói thật với em nha, nếu mà anh mà có tiền mà xây nhà này thì anh cũng không ngủ được chứ phải em. Dạ. Thực sự lâu nay không ngủ được không? Dạ không, thì nó làm cho sống cái mưa gió về vật liệu đó lại rồi sợ ướt đó. Là lo không ngủ được chứ không phải mừng không ngủ được à? Dạ thì cũng mừng mà cũng có phần lo sợ, để vì đấy là chứ là mùa mưa, mùa lũ, mưa lũ nữa bác. Cũng sợ ướt vật liệu đó. Dạ. Bà em bóc vật liệu bên... Vật liệu bóc vô đây hả? Dạ, bóc về bàn ngồi vô bỏ đây cả sơ lụt. Cái gì trong này? Xi măng à? Dạ, xi măng. À. Dạ. Úi dồi ôi, nhà thế này thì phòng khách thì mênh mông luôn. Chết thật, thế này có đủ tiền để mà trả không đấy chứ này. Em biết là các nhà hảo tâm vừa rồi là hỗ trợ cho em bao nhiêu tiền, em còn nhớ được không? Dạ, 100 mấy á. 100 mấy triệu? 170. Úi dồi, 170 mà bây giờ xây nhà oách xe lách như này, quý vị chúng ta vào đây nhìn thấy này. Úi dồi ôi, phòng khách này. Phòng khách mà mênh mông bát ngát luôn quý vị ạ. Chà, cái bàn Nguyễn Bá Thược, cái bàn của Khánh mà không biết là thiết kế kiểu gì mà cứ như thế này thì đẹp quá. Đấy, quý vị chúng ta nhìn thấy này. Đấy, cửa rồng mênh mông, cửa sổ này. Đó nhá. Dạ. Đấy, có rằng ở trên này nữa này. Trù này. Thì đây là cái gian phòng khách. Và chỗ khu vực này thì sẽ là làm cái ban thờ. Để thờ ngay chính diện ở chỗ cái phòng khách đây luôn. Dạ. Yeah. Thế còn ở trong này thì đi vào đi em. Ở trong này đổ rồi hả? Dạ. Yeah. Đấy, thì đây là cái khu vực bên này của mình này. Khu vực bên này là cái khu mà vừa là sinh hoạt nhưng mà cũng là xây cái nhà vượt lũ luôn. Vì ở khu vực chỗ nhà em Hiền ở đây là cái khu vực rốn lũ. Cứ mưa về là nước nó ngập mênh mông luôn quý vị. Mới chỉ có mưa mấy chút thôi mà quý vị chúng ta nhìn thấy ngoài sân vườn đây là nước đã mênh mông ở đây ngoài này. Đây là quý vị này. Đó. Chúng ta nhìn thấy chưa? Đây là mới mưa gọi là mưa ví dụ thôi quý vị nhá. Chưa phải là mưa lụt đâu. Mưa ví dụ thôi mà đã như thế rồi. Đấy cho nên là theo cái sự nhìn nhận của thực tế cũng như là nguyện vọng của gia đình và đặc biệt đó là tình yêu thương của các nhà hảo tâm thì đã hỗ trợ cho em Huyền một cái căn nhà vừa ở mà vừa vượt lũ luôn. Thì đằng sau này thì chúng ta sẽ xây lên là ở đây. Huyền đi vào đây chị cho mọi người xem nó. Đấy, úi dồi. Dạ, đây là phòng ngủ. Đây là phòng ngủ. Dạ.
Ui dồi ôi, phòng ngủ này thì phải ngủ cả một cái đôi quân hùng hầu đấy chứ. Dạ. Ui dồi, rồng thế này luôn à? Dạ. Thờ xây có sai bản thiết kế không? Em không biết nữa. Em ngoảnh mặt lên nhìn lên ống kính anh hỏi thật này. Em có nói với anh chủ thầu là xây sai bản thiết kế không? Dạ không, anh chủ thầu nói làm theo bản thiết kế của anh Thược. Chắc chắn không? Dạ. Sao mà bản thiết kế ông Thược ông thiết kế kiểu gì mà bây giờ nhà mình mông bát ngát trên thế này thì mai mốt lấy tiền đâu mà trả? Hả? À, hay là em nhà em có thêm tiền để em nói với ông chủ thầu là xây rồng hơn? Dạ không, em không có tiền. Có. À, không có, chắc anh chủ thầu thì làm theo bản vẽ của anh Thược thôi. Nếu mà gạch thì ông bà nuôi cho. Dạ. Tốt quá chưa này. Tức là chủ thầu là vẫn làm theo thiết kế. Dạ. Ui dồi ôi, thiết kế mà như thế này thì lỗ mất. Hai chà chà chà. Đẹp quá quý vị ạ, trong cái phòng ngủ này mà hai ba cửa sổ luôn à. Dạ. Ui dồi. Cửa sổ nhiều thế này thì lúc mà làm cửa thì tốn tiền cửa nhiều đấy. Chọn A Đoà. Hả? A Đoà. Đoà thật đấy chứ vậy. Nhưng mà Khánh có nghe mọi người ta nói như thế này này. Nói một câu về cửa sổ và cửa chính đấy. Bởi vì họ nói rằng là cửa sổ là để vào ra. À quên, cửa chính là để vào ra, cửa sổ là để cho ta mát lòng. Ước gì trong một căn phòng có nhiều cửa sổ cho lòng mát thêm. Cho nên là bây giờ trong phòng mà có nhiều cửa sổ như thế này là mát mẻ rồi đấy nha. Dạ. Phòng ngủ như này rồng mênh mông quá. Rồi, còn bên này là... Dạ, bên này là phòng bếp. Bên này là phòng bếp à? Dạ. Cô ơi! Em! Đừng có đi nghịch, mênh mông thêm nước nó té, nó ướt hết chưa? Đi vô, mắc. Đi vào đi. Đi vào để bác làm việc tí nào. Ở bên này chưa đổ à? À, không. Rồi. Đổ rồi, như chỗ kia là cái cầu thang đi lên đúng không? Dạ, trước cái cầu thang này đi lên. Trước cái ô cầu thang. Dạ. Thì chia sẻ với quý vị cái khu vực ở đây này. Cái này, cái chỗ này là gian bếp và cái cầu thang. Gian bếp này và cái cầu thang để đi lên cái ô vượt lũ ở trên này. Mà chúng ta sẽ xây cái ô vượt lũ trên này cho vợ chồng Huyền Đức nữa. Thế còn đằng sau này thì chúng ta đi ra xem cái quý vị này. Ồ. Oh. Dạ, sau đẹp này. Quá em ơi. Sau này là nhà vệ sinh. Sau này là nhà vệ sinh hả? Dạ. Ồ. Rộng. Đấy, thì đây có một cái cửa nách để đi ra. Thì đằng sau này là có cái nhà vệ sinh. Đó. Khu vực đằng sau này là khu vực vệ sinh và phơi áo quần, phơi phong. Dạ. Rồi em nấu bánh lọc, bánh bèo gì là em cứ làm đằng sau này luôn. Dạ. Mênh mông luôn. Thì đã đổ cái bể phốt đây rồi quý vị. Đó, dạ. Đã đổ cái bể phốt đây rồi. Ôi dồi ôi, thì đây là cái công trình này là công trình anh nói thật với em này. Trong mấy cái căn nhà tình thương mà anh thay mặt cho các nhà hảo tâm để xây dựng đấy. Dạ. Thì nhà của em là đến tại thời điểm bây giờ gọi là đẹp nhất. Dạ. Em là rất cảm ơn các nhà hảo tâm và các mình thương quên đã cho em được căn nhà quá đẹp. Ừ. Em nghĩ là chỉ có một ô nhỏ nhỏ là cũng mừng rồi mà giờ thì có cả nhà vệ sinh, cả phòng ngủ với đồ là... Rồi có tầng 2 nữa. Dạ, có ô vượt lũ nữa là bữa nay là lụt với bao lắm, sợ nữa. Ừ. Dạ, chứ không có thì lụt bao thì sợ, vì ở đây toàn là sợ lụt. Ừ. Dạ, ở đây toàn lụt với bao. Ừ. Dạ. Đã bao giờ mà em chỉ cần trong cái suy nghĩ thôi, trước khi mà anh Khánh chưa đến ấy. Dạ. Thì đã bao giờ trong suy nghĩ của em là trong 3 năm, trong 5 năm tới thì em có được một cái căn nhà như thế này chưa? Dạ chưa. Ừ. Em cứ suy nghĩ là cứ nhà thuê đó chưa có cái mơ mà nói được có căn nhà riêng về đâu đi để sinh hoạt về đâu. Ừ. Dạ. Và khi mà chồng của em độ bệnh xuống nữa thì cái mù mịt trong cái tương lai, trong cái cuộc sống của em nó càng trở nên dày đặc hơn phải không? Dạ. Ừ. Thôi cố gắng lên. Dạ. À, cũng là cái may, cũng là cái duyên của em. Dạ. Được các nhà hảo tâm biết đến thông qua cái sự chia sẻ của anh Khánh. Dạ. Ừ, và có lẽ là cái sự chia sẻ của anh chỉ là một phần thôi. Mà dạ. Cái phần nữa trong đó là cái đức tính hiền lành của em. Cái dạ. Duyên của em. À, cho nên là các nhà hảo tâm mới thương và hỗ trợ nhé. Dạ. Ừ. Em
May mà nhờ em gặp anh Khánh, chứ mà không gặp anh Khánh thì cũng biết là có được như thế không. Em sợ rồi, không cứ ở nhà thuê rửa, không biết khi mua mà có nhà thì không mà ở. Bây giờ được các nhà hảo tâm giúp đỡ cho có một cái căn nhà đẹp như thế này rồi nè. Dạ. Đó là cái nơi ở của mình. Thế còn dạ, cái công việc ấy và cái sức khỏe của chồng ấy thì em và chồng với các con là phải thực sự cố gắng nhiều hơn nữa. Dạ. Đặc biệt là trong cuộc sống là mình phải luôn luôn thật thà, luôn luôn phải trung thực trong cái việc kinh doanh buôn bán cũng vậy. Dạ. Nhá, em dạ, làm bán bánh bọc, bánh lọc, bánh bèo đấy, cố dạ, gắng là làm bằng cái niềm đam mê của mình, bằng cái sự tâm huyết của mình, làm ra để giống như làm cho mình ăn ấy. Dạ. Nhá, làm để bán giống như làm cho mình ăn. Dạ. Phải tâm huyết trên từng cái sản phẩm mà mình làm. Dạ. Từ đó sẽ có nhiều khách hàng hơn. Nhá, họ ăn ngon, họ tin tưởng vào cái chất lượng thì họ sẽ tiếp tục sử dụng, và như thế thì cái công việc bán hàng của em, công việc làm bánh lọc của em mới ngày càng phát triển và em mới có thu nhập tốt được. Dạ. Ừ, tự tin lên nhé. Dạ. Thế lâu nay có vẫn tiếp tục bán bánh lọc ở trên Facebook chứ? Dạ có. Ừ. Thấy là anh Khánh chia sẻ cho việc bán bánh lọc trên Facebook thế có hiệu quả không? Dạ, quá hiệu quả. Quá hiệu quả ha? Dạ. Ừ. Hiệu quả thì phải khoe với khán giả cho nên. Dạ. Khoe với nhà hảo tâm cho nên. Dạ. Mà như có anh Khánh bay cho em kết làm lên Facebook cho mấy bữa. Nhiều người cũng về em bỏ đăng lên Facebook đều em không đăng, không biết đăng á. Ừ. Dạ. Bây giờ như gọi em khiến và em bán cũng được nhiều hơn. Ừ. Mà mấy vừa trước bán nhiều hơn em, mấy vừa đi thì cũng dịch về đô ba, cũng ý ấm, nói chung cũng bán được kiếm tiền mua thức ăn đô. Ừ. Thoải mái. Dạ. Nhưng mà còn hơn ngồi chờ như ngày xưa. Dạ, đúng. Dạ, hơn ngồi chờ, chứ ngoài chờ 4-5 người ngoài mà cũng ế. Ừ. Dạ, máy mà bán nữa chứ, tôi. Ừ. Bán ngoài chờ đâu, 100 cái thì cũng được vài chục ngàn nữa sớm đủ. Ừ. Dạ. Đấy quý vị, đấy cho nên là nhiều cái may, nhiều cái niềm vui nó cứ đến với em ha, trong. Dạ. Cái đợt này ha. Dạ. Tuyệt vời quá. Thế thì hôm nay anh Khánh cũng chia sẻ với Huyền như thế này này. Dạ. Anh cũng có công việc đi qua đây. Dạ. Cho nên là đến để thăm hỏi sức khỏe của chồng em, công. Dạ. Việc kinh doanh buôn bán của em. Và đặc biệt đó là cập nhật cái tình hình xây nhà để cho các nhà hảo tâm nắm được cái tiến độ đến đâu rồi nhé. Dạ. Ừ. Thì hôm nay đến đây mà thấy như thế này là rất là mừng, rất là vui. Như vậy là cũng chuẩn bị tân gia được rồi đấy. Dạ. Sẵn sàng dần đi. Dạ. Đôi khi hai con heo đó là để làm tân gia cũng nên đi chứ này. Em đang sờ lụt rồi. Trôi heo. Dạ. Sờ lụt rồi trôi heo á. Dạ. Ừ. Dạ. Năm ngoái lụt to. Ừ. Dạ. Năm nay không có lụt nữa đâu. Lụt mà cứ vào Quảng Bình mãi như thế thì dân làm sao phát triển được? Em cứ nghe họ nói năm nay lụt to, bởi em. Ừ. Sờ. Không sao, năm nay mình xây nhà cho lụt sờ lụt không đến nữa đâu. Dạ. Ừ, ok. Thế rồi trong thời gian vừa qua thì bên chỗ vật liệu, bên chỗ cung ứng vật liệu đấy. Dạ. Có ai đòi tiền chưa? Dạ thì chắc có cái gì nữa là chợ block có xuống cái điện thoại đó. Và. Ừ. Và em tức là cái gì mà chở gạch block này á? Dạ. Là hỏi tiền á? Dạ. Thế còn những cái đơn vị khác là chưa ai hỏi tiền hết? Dạ thì nói nhìn lên ống kính này. Thì nói anh chủ thầu lấy bơ nói để anh chủ thầu điền anh Khánh để ứng một ít để trả bớt rồi đó. Ờ. Dạ. Ừ. Thế hôm nay anh đưa cho em một ít tiền để em đưa cho anh chủ thầu ứng nhỉ? Dạ. Hay là thôi. Đưa hả? Hay là kêu anh về đây anh đưa. Hả? Kêu đưa về đây á? Dạ, ý là anh Khánh nói anh nhìn, về nhìn anh hoặc nhìn ông nói kính. Anh chủ thầu về đấy rồi anh Khánh đưa cho anh chủ thầu. Thì em cầm lấy em đường được chứ hay là sờ mất? Dạ em sợ mất. Sợ mất hả? Sợ. Ừ. Được rồi, thế thì để đi ra ngoài một chút quý vị. Bây giờ anh sẽ gọi điện cho anh Vũ. Dạ. Nhé. Dạ. Để xem là có cần tiền ứng trước không thì để anh sẽ gửi cho anh Vũ một ít ha. Dạ. Có thể đưa cho em hoặc là chuyển khoản cho anh Vũ cũng được. Đây. Gọi điện cho anh Vũ chủ thầu một chút quý vị ạ.
Nghe em ơi. Ôi rồi ôi em chào sếp. Ôi có gì mà tao sếp, sếp anh, sếp. Nói chủ thầu là sếp với sếp to nữa như này. Trời ơi, làm gì có. Em đang lên chỗ nhà của Huyền Đức đây. À, bữa đồ sống có bữa đồ sống có bữa mấy cái là cái còn phân đến thôi. Đổ xong mà lại mưa như thế này thì quá là may mắn, quá là thuận lợi đấy anh Hải. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn, không phải dựng tường, không phải dựng trần gì cả. Đấy đó, nói chung là rằng rơ là cho người sống bất lai mà mưa bất nhiêu đó. Dạ, em mới vào xem mà thấy đồi ngũ thờ của anh làm đẹp quá. Đường chỉ nó sắc nét lắm, gạch nước thấy ngon lành lắm. Vô lâu chưa? Dạ, em vào được một lúc rồi. À. Em đã gọi điện cho anh là xem là có cần ứng trước ít tiền cho thờ thầy hay là vật liệu gì đó không thì để em chuyển cho anh. À, cái tiền vật liệu thì bữa mấy tán còn rồi thì để cái mô rồi tổng lại bảy rồi gửi cho mấy tán rồi lính này tiếp đó. Thế thì khi mô hay là không thì ra tiền vật liệu là mấy cha bỏ là khi nào ấy thì tổng hợp lại trả một lúc luôn á. Thì không ai, ví dụ là phải trả là ứng cái to ngã cái phân rồi đó, thất quả cho bọn rồi đó. Dạ. Miếng thì đổi, nhưng mà đi sống mà thất quả luôn, phải trả rồi, tài xế, tài cô rồi đó, trắng dâu nữa. À, vâng. Còn miếng thì đóng được, miếng thì từ từ được. Dạ, dạ, thế thì bây giờ tiền vật liệu cần ứng trước bao nhiêu thì em chuyển cho anh hả? Được, không kể là không để hỏi phải trả là mấy tiền đó, mà không đi chuyển 84, 50 triệu thì đưa phải trả được đó. Mấy triệu anh? Chuyển 80-50 triệu thôi, 50 triệu là vô chưa xả thoải mái đó. À, năm chuyển 80-50 triệu vô tài khoản của anh hả? Ờ, xong rồi thanh toán rồi có đối thủ để cái Huyền đó. Dạ dạ, thế thì có gì thì để rồi em sẽ chuyển, anh nhắn cho em cái số tài khoản, rồi em sẽ chuyển trước cho anh 50 triệu nhé. Rồi. À, anh sau đó thì anh tính toán vật liệu gì đó rồi với Huyền thì sổ sách đó Huyền nó ghi rồi thừa thiếu gì rồi bữa sau rồi về anh em mình còn tiền thờ tiền thầy đó là mình lại tính tiếp. Rồi ok, anh nói chung là miếng là cái tiền vật tư của đồ của họ thì miếng tất toán đi cho họ. Dạ dạ. Không có để cho con thôi. Vâng, anh nhắn cho em số tiền khoản tài khoản hết. Rồi. Dạ dạ, vâng. Rồi. À mà khi mà em chuyển tiền nó có báo tin nhắn vào điện thoại anh không? Có. À rồi, ok anh. Dạ. Rồi thì anh sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản cho anh Vũ cho cũng được. Đây quý vị, Khánh đã chuyển 50 triệu thay mặt cho các nhà hảo tâm trước cho anh Vũ là bên nhà thầu đấy để thanh toán tiền vật liệu cho bên cung ứng vật liệu đấy quý vị. Đó. Thì số tiền anh chuyển trước là 50 triệu đây nhá. Dạ. Em đã bao giờ chuyển khoản như thế này chưa? Dạ chưa. Thế tới đây cũng phải dần dần đi bởi vì là bán hàng online, bán bánh lọc thì họ chuyển khoản như này. Tập dần đi nhá. Dạ. Ok, nhìn thấy tiền đấy chuyển thành công ok chưa? Chuyển thì lên ngân hàng chứ mà điện thoại đấy thì chưa biết. Điện thoại chưa biết ha, bây giờ anh gọi cho anh Vũ xem anh Vũ nhận được tiền chưa này. Dạ. Nó hay lắm. Alo bác. Alo. Dạ. Có rồi. Có nhận được tiền rồi à? Rồi, có rồi. Ôi dồi ôi, sao mà mới chuyển cái mà bên đâu nhận được rồi nhanh thế? Công nhân vừa đi công nghệ hiện đại của bác ấy. Ôi, em tưởng là phải đến, phải ăn chay một hồi nữa mới đến nơi chứ này. Tài khoản báo rồi. Tài khoản báo rồi chứ. Rồi, tài khoản báo rồi. Rồi thì anh nói cho em Huyền nghe đây, tí cho em Huyền vui này. Rồi. Nói với anh Vũ đi em. Dạ, anh Vũ. Nhận được tiền rồi hả? Nhận được tiền rồi hả anh Vũ? Anh thấy cảnh chuyện quá, bắn cái tiêu rồi. Dạ. Có nỗi đập mấy cái tiền trả, mấy tiền cảnh, cái bắn tiêu rồi em cứ nơi nơi cửa, có tổng hết mấy tiền cho họ. Ý là rắn tên? Thì thôi, đã ý là nếu chỗ mấy người họ chờ cảnh, chờ xuống bắn cái đâu á. Dạ. Là mấy tiền rồi anh trả cho họ xong rồi em chỉ có số này thôi, mà tổng cái số lại đó. Dạ, cho nó dạ. Khớp. Yeah. Ok anh Vũ nha, cố gắng sắp xếp thờ thầy xây cho em nó cho sớm thì khỏi mưa lụt đến nhá. Dạ, đợt này xây cái nhà đấy xong chắc là phải làm cái nhà kiểu màu để anh Vũ đi tiến hành xây nhà vượt lũ cho bà con ở vùng lũ đây. Xong thì nói đúng xong mưa thì đây rồi cháu chụp bật ra thì sống nó hái rồi. Dạ, ok anh. Rồi. Rồi. Thế thôi, em chào anh nhá. Rồi,
Rồi, có chuyện em đi ra luôn sao? Dạ, 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 vâng, chào anh Vũ. Vâng, vâng. Rồi, dạ. Khánh cũng xin khép lại chương trình ở đây. Ngày hôm nay đến đây để thay mặt cho các nhà hảo tâm trò chuyện với em Huyền, nắm bắt tình hình xây nhà cửa và cũng chuyển 50 triệu cho bên nhà thầu ứng để thanh toán tiền vật liệu. Đó là cái nội dung của video ngày hôm nay, và bây giờ thì Khánh xin khép lại chương trình ở đây. Cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn quý vị khán giả chúng ta đã lắng nghe, đã theo dõi và trò chuyện cùng với Khánh trong ít phút vừa rồi. Xin chào toàn thể quý vị nhé. Ok, bye bye, chào dạ, em nhé. Dạ, em chào. Rồi, rồi. Rồi, chào cả nhà nhé.